và họ nhận ra người nhưng người lại biến mất trong kính quý cha kính thưa quý ông bà anh chị em chúng ta vừa nghe đoạn tin mừng theo thánh Luca thuật lại cho chúng ta biến cố Chúa Giêsu hiện ra với hai môn đệ trên đường đi về e mau khi chúng ta đọc câu chuyện này thì chúng ta chỉ thấy có một khía cạnh thôi tức là hành trình của các môn đệ đi về e mau nhưng mà nếu chúng ta để ý ở đoạn cuối của tin mừng thì đây không chỉ là một hành trình từ Jerusalem về Emau mà nó còn là một hành trình ngược lại từ Emau về Jerusalem và hôm nay con muốn chia sẻ với cộng đoàn về cái hành trình từ Jerusalem về Emau và Emau trở về Jerusalem với hai câu hỏi đó là Vậy thì tâm trạng của hai môn đệ trên đường từ e mau từ Jerusalem về e mau là gì và cái tâm trạng của họ nó thay đổi như thế nào trên con đường từ e mau ngược trở về Jerusalem và nếu như tâm trạng đó nó có sự thay đổi thì ai hay là điều gì đã làm cho tâm trạng của hai môn đệ thay đổi như vậy? Trước hết chúng ta bắt đầu bằng tâm trạng của các môn đệ từ Jerusalem về Emmaus. Chúng ta biết khi đứng trước cái chết của Đức Kitô thì tin mừng cho chúng ta thấy là các môn đệ buồn rầu khi Chúa Giêsu gặp các ông thì các ông có vẻ buồn rầu lắm. Buồn rầu là tâm trạng thứ nhất. Thế rồi họ cũng kể cho Chúa Giêsu biết là ông Giêsu đó, ông ấy như là một ngôn sứ và chúng tôi cũng từng hy vọng rằng ông ấy sẽ cứu chuộc Jerusalem vậy mà bây giờ bị giết dễ tay người đời. Hy vọng có và bây giờ qua cái chết của Đức Kitô thì lại thêm tâm trạng thất vọng đó. Đau buồn, thất vọng và mất phương hướng nữa. Lại thêm một cái thông tin của những người phụ nữ khi ra mộ, tức là bây giờ người không còn ở trong mồ nữa, người đã sống lại rồi. Cái tin đúng ra phải làm cho các ông thêm hy vọng thì lại làm cho các ông thêm sợ sệt và hoang mang. Chúng ta thấy tâm trạng của các ông không ạ. Trên đường đi về E-Mau. Với tâm trạng buồn rầu. Với tâm trạng thất vọng. Với à, mất định hướng. Và với tâm trạng của những con người hoang mang. Nhưng mà khi các ông từ E-Mau. Trở về Jerusalem. Thì chúng ta lại thấy. Các ông không còn tâm trạng sợ sệt, đau buồn hay thất vọng nữa. Ngay sau khi chứng kiến việc truy du bẻ bánh và nhận ra Đức Kitô chính là đấng đã phục sinh, thầy mình đã phục sinh thì các ông ngay lập tức trở về e mau để báo tin vui cho các tông đồ. Như vậy thì chúng ta thấy cái tâm trạng của hai môn đệ này hoàn toàn thay đổi. Thay đổi từ những con người buồn rầu trở thành những con người hoan hỷ, từ những con người thất vọng trở thành những con người hy vọng, từ những con người mất niềm tin và sợ sệt thì giờ các ông tràn đầy niềm tin về báo tin vui ấy cho các tông đồ. Vậy thì đâu hay ai là người ta làm cho tâm trạng của các ông thay đổi? Câu trả lời chúng ta tìm ra trong tin mừng hôm nay không ai khác chính là Đức Kitô và việc các ông nhận ra Đức Kitô là đấng đã phục sinh. Trong tâm trạng của những người buồn rầu, Chúa Giêsu đã đồng hành, chia sẻ, rồi dần dần hướng dẫn các ông đi trong niềm tin bằng việc giải thích kinh thánh. Và tột cùng đó là Ngài đã bẻ bánh và qua việc bẻ bánh để chia sẻ thì các ông đã nhận ra Ngài là đấng phục sinh. Chính Đức Kitô và việc các tông đồ nhận ra ngài đã sống lại, đã thay đổi hoàn toàn tâm trạng của hai môn đệ. Chính Đức Kitô và việc hai môn đệ nhận ra ngài là thầy đã chết và đã phục sinh làm cho hành trình của các ông trở nên có ý nghĩa hơn. Như vậy thì chúng ta thấy Chúa Kitô đã làm thay đổi cuộc đời của các ông và chính Chúa Kitô đã làm cho cuộc đời của các ông có ý nghĩa. Và chúng ta cũng thấy Đức Kitô cũng chính là tâm điểm của lời rao giảng của Thánh Phêrô ở trong bài đọc thứ nhất. Và Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai, cả cuộc đời ngài cũng kinh nghiệm tầm quan trọng của Đức Kitô trong đời sống của mình khi ngài nói Thiên Chúa là đấng không thiên tư tây vị nhưng ngài xét đoán qua công việc của con người. Vậy thì nếu như anh em gọi Chúa là Cha thì anh em hãy kính sợ Thiên Chúa trong cuộc đời lữ hành trần thế này. Bởi vì không phải của cái vàng bạc sẽ cứu thoát anh em khỏi tội lỗi, nhưng mà chính bửu huyết của Đức Kitô sẽ giải phóng anh em. Chính Đức Kitô đã làm cho cuộc đời của hai môn đệ trở nên có ý nghĩa và cũng chính Đức Kitô làm cho Thánh Phaolô cảm nghiệm được rằng chỉ có Ngài thôi, không phải vàng bạc, không phải của cái, không phải địa vị sẽ giải thoát Ngài mà là chính Đức Kitô qua cái chết và phục sinh của ngài sẽ giải thoát chính phaolô cũng như toàn nhân loại. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đặc biệt là quý ông bà anh chị em trong giáo xứ Hoàng Xá. Hôm nay chúng ta thay mặt giáo phận để chầu Chúa Giêsu Thánh Thể. Và ngày chầu của chúng ta năm nay nó lại diễn ra vào trong một hoàn cảnh rất đặc biệt đối với nhiều người thì đây là một sự thiệt thòi nhưng mà khi con suy nghĩ về biến cố đại dịch mà chúng ta trầu trong truy xu thánh thể trong biến cố đại dịch này thì con lại thấy đây là thời điểm để chúng ta sống chậm lại để chúng ta suy nghĩ xem Đâu là trung tâm điểm Của việc chúng ta cử hành Đó là Chầu Chui Su Thánh Thể Có thể Mỗi người chúng ta giờ đây Chúng ta đang à, tham dự Thánh lễ trực tuyến Chúng ta không thể được tụ họp Nơi nhà thờ Không được rước Không được tham dự đông Ở trong nhà thờ Có lẽ đó là một sự thiệt thòi Xét về mặt con người có lẽ không có nhiều người ở các giáo xứ khác để đến giáo xứ chúng ta tham dự thánh lễ chia sẻ với mỗi người chúng ta nhưng biết đâu đây là một dịp mà chúng ta không làm được những việc chúng ta từng làm như chúng ta mong muốn thì lại là dịp để Chúa nhắc nhở mỗi người chúng ta hãy trở về với trung tâm của việc cử hành, chầu Chúa Giêsu Thánh Thể, chính Chúa Giêsu Thánh Thể là tâm điểm của mỗi người chúng ta trong trong biến cố đặc biệt này đó là chầu Chúa Giêsu Thánh Thể. Chính Chúa Giêsu không phải các hoạt động cho nên ngày hôm nay chúng ta được mời gọi để chiêm ngắm Chúa Yêu Thánh thể là Chúa đã chịu chết, đã chịu cực hình để rồi sống lại và mang lại cho chúng ta sự sống đời đời. Và chúng ta không chỉ dừng lại ở việc chúng ta chiêm ngắm Chúa. Chúng ta phải tiếp tục chúng ta sống như chính Chúa Phục Sinh đã sống. Ngài đồng hành với các môn đệ trong lúc khổ đau, trong lúc thất vọng. Ngài hướng dẫn các ông để dẫn các ông tới việc nhận ra Ngài là đấng phục sinh và mang lại niềm vui cho các ông, niềm vui của sự phục sinh. Vậy thì khi chúng ta noi gương Chúa Giêsu phục sinh trong ngày chúng ta chầu truy su thánh thể cũng có nghĩa là chúng ta biết mở lòng ra để chúng ta đồng hành với những người cần đến mỗi người chúng ta. Chúng ta mở lòng ra để như hai môn đệ trên đường e mau biết mở lòng ra để mời gọi Chúa vào trong nhà mình. Để rồi trong chính biến cố mà đón nhận Chúa vào trong nhà mình Thì các ông có cơ hội để được gặp Chúa qua việc bẻ bánh và nhận ra Ngài Ước chi mỗi người chúng ta noi gương truy su phục sinh Và cũng noi gương hai môn đệ trên đường đi e mau Để mỗi người chúng ta chọn ra cho mình một lối sống Để qua đó không phải tiền bạc hay của cái hay các giá trị nào khác mà chính Đức Kitô là tâm điểm của mỗi người chúng ta và chỉ có Ngài mới mang lại cho chúng ta ý nghĩa đích thực của cuộc sống, chỉ có Ngài mới có thể biến đổi chúng ta từ những con người thất vọng trở thành những con người hy vọng, những con người đau khổ trở thành những con người hoan lạc, những con người sợ sệt trở thành những con người can đảm dám sống cho tin mừng như hai môn đệ trên đường Em mau xin chúa chúc lành cho chúng ta và giờ đây chúng ta cùng đứng lên tuyên xưng đức tin tôi tin kinh một thiên chúa